An Thái xã danh quý lương, An Thái xã danh có chỗ để cư nước danh gọi tiền. Sắc mi hoàng kiên điều cùng thụ sắc hoàng thiên ngự đồng ảnh bóng khắp miền khi cần xa quỷ trừ tà giáo uy, sát quỷ trừ tà chiêu tài tiếp lộc gần xa uy, cho đồng khâm sai tư hộ tùy đồng chiếu dung công chúa ngự đồng thề cứu dân. Trong nghĩa thân lại ngoài nghĩa dưỡng, nương uy trời độ lượng, bao dung mặt hòa phân điểm đôi má hồng, hôm lo tứ đức tam tòng thì vẻ vang. Kỳ diệu quang minh chiếu từ trung, ngã thích tăng cũng giang kim mục hoàng, thân cận thánh chúa tiên vương.